Thưa quý vị, nếu như hoa sen được nhiều người bình chọn là quốc hoa của Việt Nam, thì hạt gạo, thứ lương thực gắn bó mật thiết với người dân Việt Nam, lại được mệnh danh là hạt ngọc trời. Vâng, và theo nhịp sống thời hiện đại thì hạt gạo giờ đây không chỉ là lương thực cần thiết trong cuộc sống hàng ngày mà còn trở thành chủ đề của những sáng tạo nghệ thuật. Những bức tranh mà được có lấy cảm hứng từ hạt gạo đã là minh chứng cho sự tài hoa, khéo léo và sáng tạo của những người nghệ nhân, đồng thời điểm tô thêm cho giá trị toàn diện của hạt gạo quê hương. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chàng thanh niên Vũ Thế Toàn đã có hơn 10 năm kinh nghiệm với nghề làm tranh gạo. Người nghệ nhân sẽ sử dụng kỹ thuật rang gạo để tạo nên khoảng 50 màu sắc cho hạt gạo, từ trắng, trắng ngà, vàng, vàng cam, đến nâu, nâu đỏ, nâu cánh gián, đen. Vì vậy, từng bức tranh gạo Việt Nam có sự chuyển màu rất tự nhiên, mộc mạc nhưng không kém phần độc đáo. Hạt gạo thì từ xưa đến giờ là cái văn hóa của Việt Nam. Nó là hạt ngọc, nó là hạt lương thực để nuôi sống con người. Thì bây giờ mình muốn nâng tầm, không những đơn thuần là sử dụng để ăn hàng ngày, và đưa hạt gạo vào nghệ thuật để đẩy cái hạt gạo lên một cái tầm cao mới, ứng dụng cho cả nghệ thuật nữa, làm tôn lên cái vẻ đẹp của hạt gạo hơn nữa. Nói công việc làm tranh gạo phải cần đến sự kiên nhẫn quả không sai, bởi từng công đoạn của quá trình làm nên tổng thể bức tranh cũng mất rất nhiều thời gian, từ việc chọn nguyên liệu sao cho phù hợp đến bước rang gạo cũng thật kỳ công. Sau đó là vẽ phác thảo, xếp gạo, rồi gắn keo và lên khung cho bức tranh. Một bức tranh gạo đẹp, hoàn hảo, phải đạt được những điều kiện về hình khối, sắc độ, bố cục, tỷ lệ. Và quan trọng hơn là độ khít của gạo. Các họa tiết được sắp xếp tỉ mỉ, chính xác, tuyệt đối. Người gắn gạo là chỉnh hạt gạo làm sao nó đi đúng cái đường nét của những cái đường nét phác thảo trước. Đã phác thảo ở trên ván, khi đó thì bức tranh mới có độ sắc nét, và cái kết quả của người gắn thì cho người đổ cái bước tiếp theo một cái sản phẩm là nó chỉnh chu, thì người đổ sẽ hoàn thiện được tốt hơn. Thời nay tranh gạo không còn là một loại hình nghệ thuật mới lạ. Tranh gạo Việt Nam với những gam màu ấm như trắng, trắng ngà đến nâu, nâu đen phù hợp với những hình ảnh mang nét hoài cổ của Việt Nam. Tranh gạo ngày nay được rất nhiều người ưa chuộng để trang trí nhà cửa hay dành tặng bạn bè du khách nước ngoài. Đối tượng và thị trường khách hàng của mình bây giờ là không giới hạn ở trong nước nữa. Nó cũng đã mở rộng ra tất cả quốc gia. Ví dụ như là ở Đông Châu Á mình thì có chủ yếu là thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi Trung Quốc cũng có. Còn mở rộng hơn thì sang châu Âu là châu Mỹ như Canada, rồi Đức, Pháp, một số những thị trường mà người ta có đề cao cái sản phẩm thủ công. Tranh gạo không chỉ độc đáo về mặt nguyên liệu mà còn ở cả nội dung thể hiện, đặc biệt là mảng đề tài về thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam. Tranh gạo tuy mộc mạc, giản dị nhưng rất có hồn. Vì thế tranh gạo treo ở đâu cũng đẹp. Nó làm tôn thêm sự ấm cúng cho không gian nội thất, cũng như thể hiện được tính cách giản dị, dễ mến, dễ gần của gia chủ. Thưa quý vị, hoa sen ngoài vẻ đẹp tự nhiên, hương thơm hữu sắc còn gắn bó với đời sống của người dân Việt Nam và trở thành một phần trong tâm thức của người Việt. Từ Bắc Trung Nam, cây hoa sen có mặt khắp nơi, gần gũi và thân thiết với mọi người, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Trong thi ca, sen là chất liệu cho rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, là đối tượng gợi cảm hứng, đem lại cảm hứng trong nghệ thuật văn chương Việt Nam. Và vừa qua tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra tọa đàm Sen trong đời sống văn hóa Việt do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa, nhóm Đình Làng Việt, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tổ chức. Tọa đàm được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp giá trị của hoa sen trong đời sống văn hóa người Việt, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô. Và dịp này tại Bảo tàng Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động như là trình diễn bộ sưu tập thời trang với chủ đề sen, tiệc trà sen và ẩm thực sen. Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà khoa học đã làm rõ vẻ đẹp và giá trị sen trong đời sống văn hóa Việt, sen trong mỹ thuật, sen trong thi ca, cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt thông qua hình tượng hoa sen.
trong cái việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể thì cái hình tượng hoa sen này nó đã đi vào cái đời sống con người, nên cái việc bảo tồn thì thực ra không cần gọi như là phải bảo tồn, mà đương nhiên nó đang được bảo tồn, đang được cộng đồng bảo tồn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thái cho biết sen có ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần trong đời sống người Việt. Về vật chất, hoa sen, lá sen, củ sen, ngó sen, hạt sen đều được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Đặc biệt, hoa sen dùng để ướp trà, tạo nên một loại hình ẩm thực tinh tế, cuốn hút. Về giá trị tinh thần, hoa sen thuộc về phương Đông, thuộc về mỹ học và biểu tượng của nhà Phật. Hôm nay thì thực ra là em cũng đã biết đến sen là ở trong rất là nhiều, từ ngày xưa đến từ sách vở, thì là em thấy là sen là mang giá trị rất là, coi như là giá trị tinh thần cao đối với cả mình. Nhưng mà đến hôm nay thì được mở mang kiến thức khi là được đến không gian trưng bày nghệ thuật về sen thư pháp, về trà sen, về tất cả, có cả những áo dài sen như này, thì em thấy nói chung sen đối với mình là có giá trị cả về tinh thần lẫn cả vật chất. Nói chung là hôm nay là em cũng rất là tâm đắc cái bộ sưu tập ngày hôm nay ạ. Bàn về hình tượng sen trong thơ ca, tiến sĩ Trần Đoàn Lâm nhấn mạnh sen đem lại nguồn cảm hứng phổ biến đối với thi ca, ca dao Việt Nam. Hoa sen gắn liền với vẻ đẹp, tình cảm quê hương, là biểu tượng cho con người Việt Nam, nhất là vẻ đẹp thanh khiết, đạo đức, thanh cao của người phụ nữ Việt. Là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, mối tình đẹp đẽ, son sắt, thủy chung. Hơn thế, hoa sen còn mang tính triết học rất cao về cả không gian và thời gian, có quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là một trong những hoạt động mà góp phần để mà lan tỏa. Cũng như các bạn biết thì trong cái buổi tọa đàm này thì chúng tôi góp một cái phần gì đấy để làm rõ hơn cái giá trị của sen trong cái đời sống văn hóa của người Việt Nam. Buổi tọa đàm hướng tới 4 nội dung chính: sen trong đời sống văn hóa Việt, sen trong mỹ thuật, sen trong thi ca, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt thông qua hình tượng hoa sen. Trong khuôn khổ tọa đàm, ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động như trình diễn bộ sưu tập thời trang chủ đề sen của nhà thiết kế Việt Phượng, tiệc trà sen, ẩm thực sen. Thưa quý vị, vừa qua công chúng còn được chiêm ngưỡng show trình diễn thời trang áo dài lấy cảm hứng từ hoa sen của nhà thiết kế Việt Phượng. Những mẫu áo dài được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng vẫn không mất đi nét truyền thống. Bộ sưu tập được trình diễn tại sự kiện lần này là biểu trưng rõ nhất cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Mỗi chiếc áo dài trong bộ sưu tập đều mang tới cho khán giả những góc cạnh đẹp của đời sống văn hóa Việt. Hình tượng hoa sen trên mỗi tà áo dài thể hiện cho sự nhỏ bé kiên cường nhưng không kém phần đài các của người phụ nữ Việt Nam. Với nhà thiết kế Hàn Phượng, là một người có thâm niên trong ngành thời trang nước nhà, với mỗi lần chạm, hoa sen luôn mang đến cho chị những cảm xúc rất riêng, những ý tưởng mới, để từ đó nhà thiết kế lồng ghép một cách khéo léo trong mỗi sáng tạo nghệ thuật của mình. Bộ sưu tập này thì chủ yếu là bằng tay, thủ công bằng tay, có họa tiết thêu, các thợ thêu phải làm bằng tay, tỉ mỉ bằng tay, rồi kết, rồi đính đá, rồi kết hợp giữa truyền thống với những hiện đại, xu hướng hiện đại. Những giá trị tinh túy của hoa sen đã được nhà thiết kế lấy làm nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập áo dài mới nhất mang tên Sen. Các mẫu áo dài trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Hàn Phượng gắn liền với những họa tiết của sen được thêu, vẽ và đính đá thủ công dưới bàn tay điêu luyện của người nghệ nhân. Vải lụa, vải tơ tằm là hai chất liệu chính làm nên bộ sưu tập lần này. Sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và họa tiết dân tộc đã góp phần lan tỏa giá trị lịch sử. Bản thân tôi khi mà được khoác lên trên mình một bộ trang phục áo dài truyền thống mà với chi tiết họa tiết là hoa sen thì bản thân cảm thấy thật sự rất là tự hào với nét văn hóa Việt và những cái chi tiết mảnh vải hay là những cái hình ảnh hoa sen ở trên áo dài đều tôn lên được hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, và ngoài ra là hoa sen cũng là một nét đẹp đặc trưng của nước ta. Thông qua hình tượng sen trên tà áo dài truyền thống, nhà thiết kế Hàn Phượng mong muốn truyền tải thông điệp tôn vinh vẻ đẹp và sự cao quý của người phụ nữ Việt Nam. Đó là phẩm chất kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang, ẩn khuất bên trong những người phụ nữ dịu dàng và đôn hậu.
em nghĩ là sen và trong cái nét văn hóa của miền Nam thì nó là mang một cái tính chất là cổ truyền và truyền thống ạ. Thì em nghĩ là các bạn trẻ hiện nay thì cũng rất là nên phát huy những cái nét dân tộc của mình để chúng mình cùng nâng cao cái bản sắc của dân, màu sắc của dân tộc chúng mình được đẹp hơn và vẫn đẹp nhưng mà vẫn phải giữ gìn được những cái nét của truyền thống và những cái cổ xưa của thời cha mẹ của chúng mình đã để lại. Diện trên mình những tà áo dài thướt tha cùng họa tiết sen là điểm nhấn. 9 người mẫu nữ và 9 mẫu nhí đã tự tin sải bước trên sân khấu chương trình tọa đàm Sen trong đời sống văn hóa Việt. Trước khi mang sen đến với chương trình này, một trong số những bộ trang phục thuộc bộ sưu tập lần này đã từng gây thương nhớ tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022.